Hello. Ê ơ, chào chào bà chị. Xì xì. Thì Dũng rất vui khi hôm nay lại đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, thế giới tự nhiên luôn đầy dẫy những điều bất thường mà chúng ta chưa bao giờ có thể sẽ biết được. Ví dụ như là cá có thể quẫy thật mạnh lên khỏi mặt nước để có thể đớp những trái cây. Nhưng bỗng dưng có tới, ba mặt trời lại xuất hiện cùng một lúc thì sao nhỉ? Yên tâm là trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ những điều thú vị và bất ngờ cả thôi. Vậy nên đừng bỏ lỡ bất cứ những thông tin gì nhé. Let's go! Bất thường nhất trong tự nhiên. Số 1, thỏ rừng đạp đầu đại bàng trốn thoát ngoạn mục. Đang đứng ở trên đỉnh vách đá cao chót vót, đại bàng đã chọn cho mình được mục tiêu, một con thỏ rừng ngơ ngác đang thờ thần kiếm ăn. Đại bàng bắt đầu hành động, nó đã dang rộng đôi cánh của mình và bắt đầu thực hiện cú lao kinh điển. Thỏ rừng đã phát hiện ra đại bàng từ rất sớm, nó bắt đầu chạy. Thỏ rừng dù là có nhanh nhẹn đến mấy thì cũng khó lòng mà thoát khỏi sự truy sát của vua bầu trời. Mặc dù vậy thì thỏ rừng vẫn ra sức chạy, đến khi đại bàng sắp túm được thỏ rừng bằng những móng vuốt sắc nhọn thì một bất ngờ đã đến. Thỏ rừng đã bất ngờ bẻ lái quay ngược 180 độ, thực hiện cú nhảy đạp lên đầu đại bàng, tẩu thoát một cách ngoạn mục. Vừa trượt con mồi nên đại bàng khủng đã mặt mũi ngơ ngác ở trên mặt đất, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Số 2. Ba mặt trời xuất hiện cùng một lúc. Vào ngày cuối năm 2019, người dân ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc không khỏi kinh ngạc khi mà họ được tận mắt chứng kiến hình ảnh ba mặt trời cùng đồng loạt xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ trong hiện tượng có tên là mặt trời giả. Theo các bức ảnh và những video do nhân chứng ghi lại, hai quầng sáng lớn gọi là mặt trời giả đã xuất hiện ở bên trái và bên phải của mặt trời thật. Nhưng mặt trời giả này đã xuất hiện trên bầu trời khoảng 20 phút trước khi mà nó biến mất. Mặt trời giả là một trong những loại quầng sáng được tạo ra do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời bởi các tinh thể băng trong khí quyển. Mặt trời giả thường sẽ xuất hiện như là một quầng sáng ở bên trái và bên phải của mặt trời, vị trí khoảng 22 độ và tại cùng một khoảng cách đường chân trời như mặt trời. Mặt trời giả dễ thấy nhất khi mà mặt trời thật ở gần đường chân trời. Số 3. Cánh cửa địa ngục nhân tạo. Bởi sự vô ý của con người, một cánh cổng địa ngục được tạo ra và âm ỉ cháy gần 50 năm qua giữa sa mạc rộng lớn, nằm giữa sa mạc Karakum của Turkmenistan. Miệng núi lửa Davanja đã biết đến với cái tên là cánh cổng dẫn tới địa ngục. Miệng địa ngục này được con người tạo ra do sai lầm trong quá trình thăm dò địa chất vào năm 1971. Một giàn khoan đã vô tình đâm vào hàng khí tự nhiên khổng lồ dưới lòng đất, tuy không để lại thương vong về người. Nhưng toàn bộ phần mặt đất dưới mũi khoan nhanh chóng đã bị sụp đổ xuống và tạo thành hố khổng lồ có đường kính khoảng 70m. Các nhà địa chất đã cố tình đốt lửa ở trên miệng hố để có thể ngăn chặn sự lan rộng của khí mê tan. Họ nghĩ rằng miệng núi lửa này sẽ chỉ cháy trong vòng vài tuần. Nhưng không, lửa vẫn ngừng cháy ở đó từ năm 1971, gần 50 năm sau. Những chuyên gia vẫn không thể biết được là thời điểm nào ngọn lửa này sẽ tắt và hố lửa có thể sẽ ngừng cháy vào ngày mai hoặc thêm 100 năm nữa. Số 4. Thác cát. Những thác nước luôn đem lại cho chúng ta cảm giác choáng ngợp đối với con người bởi sự hùng vĩ, nhưng thác cát tại những sa mạc mà chúng mình vừa được tìm hiểu lại khiến cho bất cứ người nào xem cũng sẽ phải ngỡ ngàng. Đây chính là những hình ảnh hiếm hoi về thác cát khi mà nó đã xuất hiện tại một sa mạc ở phía nam của thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Được biết thì hiện tượng thác cát này thường sẽ xảy ra trước khi mà bão ập tới và được các yếu tố như là gió, cát, lực hấp dẫn cấu thành. Nhìn từng dòng cát chảy ập xuống dưới, cảm tưởng như đang đứng ở đầu những thác nước lớn ở trên thế giới và dân chơi Ả Rập vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu với mọi người. Các bạn đã bao giờ thấy những người nằm dưới các cây sung để chờ quả sung rơi vào miệng hay chưa? Có giống với loại loài cá này không? Khi mà chúng đang vất vả ở những dưới bụi cây né những chú khỉ để rồi sẽ dùng khinh công bay lên để có thể hái những quả trên cây. Hãy cùng theo dõi ngay bây giờ nhé! Số 5. Cá đạp nước đớp trái cây.
Cá Pirapu Tanga là một trong những loài cá rất đặc biệt. Chúng sống nhiều ở khu vực rừng Amazon, Brazil. Và thức ăn ở dưới nước chủ yếu của chúng chính là những loài động vật giáp xác, cá và côn trùng. Ngoài ra thì loài cá này còn có sở thích là ăn trái cây, hoa và các loại hạt. Loài cá đặc biệt này sẽ săn mồi ở trên cạn bằng cách là bật khỏi nước và đớp trái cây ở vị trí gần mặt nước mà chúng đã xác định từ trước. Với những quả ở vị trí cách xa mặt nước thì chúng sẽ phải mất rất nhiều lần vượt cạn mới thành công. Sau khi mà nhắm trúng quả chùm mục tiêu gần với lại mặt nước thì con cá Pirapu Tanga sẽ nhảy lên, cong mình, há miệng rồi đớp chính xác vào chùm quả và giật mạnh nó trước khi mà nó rơi xuống nước. Nhưng tất nhiên, cả một quá trình ăn uống như vậy, đánh trận như thế này phải thật là lén lút khi mà tranh thủ lũ khỉ sẽ đi vắng nhà thì cá Pirapu Tanga mới có thể hành động một cách chót lọt được. Số 6. Cá sấu đóng băng. Nếu như sông hồ đóng băng thì những con cá sấu thở như thế nào nhỉ? Và đây chính là cách mà nhiều con cá sấu tại Mỹ đã làm để có thể sống sót qua mùa đông lạnh lẽo. Vì để sinh tồn được thì những con cá sấu thường sẽ ẩn nấp ở trong một đầm lầy ở phía đông bắc của Carolina đã bị đóng băng hoàn toàn ở dưới làn nước âm u. Toàn bộ phần thân của những con cá sấu này đều sẽ ngâm nước ngoại trừ phần móng của chúng. Cá sấu là loài động vật máu lạnh, chúng có khả năng sẽ hạ thấp thân nhiệt để có thể tồn tại trong thời tiết lạnh giá. Về cơ bản thì cá sấu có thể sẽ ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian, nhưng chúng vẫn cần phải thở. Để có thể thực hiện được quá trình quan trọng này, chúng sẽ khoét một lớp băng mỏng ở trên bề mặt và vươn chiếc mũi lên trên. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết rằng, có thể cá sấu đã sử dụng chiến thuật kỳ lạ này để có thể sinh tồn khi mà nước xung quanh chúng đều đã đạt đến nhiệt độ đóng băng trong những tháng mùa đông lạnh giá. Khi những con cá sấu cảm thấy nước đang bị đạt đến điểm đóng băng, chúng sẽ đẩy mõm lên ngay phía bên trên bề mặt. Nhưng đây không phải hoàn toàn là hiện tượng ngủ đông mà chúng ta thường biết đâu. Chính xác hơn, đó chính là những con cá sấu sẽ có phản ứng với môi trường lạnh bằng cách là cảm nhận, hoạt động, trao đổi chất của chúng. Nhưng không phải là ngủ đông thực sự. Trong một số những trường hợp thì cá sấu sẽ đóng băng ở trên bề mặt hồ khoảng vài ngày rồi sau đó sẽ bơi trở lại bình thường khi mà băng tan. Vậy sẽ như thế nào khi mà dẫm phải chúng khi chúng đang đóng băng nhỉ? Số 7. Cú bay không phát ra tiếng động. Ai cũng biết là khi mỗi một loài chim đập cánh bay, hầu hết sẽ phát ra những tiếng phạch phạch như là khi chúng ta sẽ quẩy một cái quạt thật mạnh. Nguyên nhân là do đôi cánh sẽ gây ra những chuyển động mạnh và không ổn định trong không khí. Những chuyển động này được gọi là sự nhiễu loạn và sự nhiễu loạn này sẽ tạo nên ra âm thanh trong không khí. Nhưng đối với loài cú thì khi mà chúng bay lại không hề có tiếng phạch phạch đặc trưng. Tại sao lại vậy nhỉ? Hóa ra đôi cánh của cú lại có một số những đặc điểm hết sức là đặc biệt, giúp chúng bay rất lặng lẽ. Mép cánh của loài chim cú gồm rất nhiều lông vũ, có răng cưa giống như là chiếc lược vậy. Khi mà chúng bay thì những răng cưa này sẽ phá vỡ không khí thành những luồng nhỏ hơn và các luồng không khí nhỏ hơn sau đó sẽ di chuyển về phía mép cánh bên kia. Lớp lông này mềm nữa lại tiếp tục phá vỡ không khí ở những luồng nhỏ hơn, giúp cho triệt tiêu sự nhiễu loạn của không khí. Vì vậy mà gây ra rất ít những tiếng động. Chưa hết, những tiếng động nhỏ phát ra lại bị hấp thụ bởi những chiếc lông mượt mà ở trên cánh và chân của loài chim cú. Do đó, loài chim này gần như là không phát ra tiếng động khi mà bay. Ảnh đại diện ngày hôm nay của chúng mình được gửi về từ một fan cứng của kênh và tất nhiên là sau khi nhờ vào ba đời nhà mình tìm hiểu thì mình cũng không biết nó có nội dung là gì nữa. Bạn nào biết thì hãy để lại ý kiến xuống bên dưới giúp mình nhé. Chứ mình thì cũng bó tay rồi đấy. Tám chim bay thành từng đàn mà không va vào nhau. Đã bao giờ các bạn thấy chim đang bay mà va chạm vào nhau bụt cái chưa? Đảm bảo là chưa bao giờ thấy luôn, bởi vì điều này rất khó xảy ra đấy nhé. Vào tháng 11 đến tháng 2 hàng năm, ở trên các bầu trời của châu Âu, tựa như là bọn chim sáo này đang nhảy Frasmos vậy. Những hình ảnh đầy mê hoặc này được gọi là Moomoo Racing. Lũ chim sáo này sẽ tập hợp với nhau để có thể bảo vệ bản thân khỏi những con chim săn mồi. Khi mà có mối đe dọa thì những con chim sáo trong khu vực sẽ rời khỏi cây để có thể tạo ra một đội hình tương đối là nhỏ gọn và khó tấn công. Tất nhiên là những con bị bỏ lại phía sau có thể sẽ trở thành miếng mồi béo bở. Trong đàn chim này, tất cả các cá thể di chuyển cùng nhau nhanh chóng sẽ thay đổi hướng, gập lại hoặc là tạo sóng.
Điểm đáng chú ý ở đây là không hề có con chim đầu đàn để có thể dẫn dắt chuyển động bay của những con chim còn lại. Bất kỳ con nào cũng có thể sẽ bắt đầu và lan truyền theo sóng trong đàn. Mỗi một con chim chỉ phản ứng với chuyển động của 7 con gần nhất, gần như là ngay lập tức. Vậy nên, nếu như một con cảm thấy có nguy hiểm thì nó sẽ ảnh hưởng đến các con còn lại theo hiệu ứng domino. Vừa rồi là những khoảnh khắc cực kỳ là bất thường nhất trong tự nhiên mà mình đã vừa tìm hiểu được. Các bạn thấy chúng như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình xuống bên dưới phần bình luận nào. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!